Mường Hoa nó là cũng là phố mới đúng không? Mường Hoa. Ừ. Không phải phố mới à? À, nó không phải là phố cũ à? Vâng. Nó là phố Tây à? Chắc thế. Thế Xuân Viên đây là đường lâu lắm rồi, đường cổ à? Đúng rồi. Xuân Viên lâu lắm. Yeah.